Khánh Vương 2 năm yêu cá sấu chúa Quỳnh Nga chia tay cạch mặt tình cũ khuyên đừng nên lấy vợ. Nam ca sĩ Khánh Vương trước khi trở thành đại gia chứng khoán như hiện tại, anh đã từng có thời gian có mối quan hệ tình cảm với diễn viên Quỳnh Nga. Chuyện tình kéo dài 2 năm và kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người. Khánh Vương là nam ca sĩ chắc hẳn từ lâu đã không còn quá xa lạ đối với những người yêu thích âm nhạc, đặc biệt là lứa khán giả 8X9X, từng gây bão cả thị trường nhạc Việt vào những năm 2008-2009 với loạt bản hit đình đám gây tiếng vang và gắn liền với tên tuổi Khánh Vương nhất trong số đó. Không thể không nhắc đến chiếc khăn gió ấm. Ca khúc vang bóng và anh tạc khắp các trang nhạc số vào thời điểm đó, đưa cái tên của Khánh Vương phục sáng trở thành siêu sao ca nhạc được nhiều khán giả mến mộ và săn đón. Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng cứ mỗi lần Khánh Vương cất tiếng hát thì đều được công chúng dễ dàng nhận ra. Cũng bởi vì điều đặc biệt này mà nam ca sĩ vẫn luôn được khán giả nhớ đến. Mặc dù ở tuổi 42 như hiện tại thì Khánh Vương cũng đã dần vắng dần trên các sân khấu ca nhạc, ít còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Hiện tại anh dần lấn sân sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chứng khoán. Nhiều lần lãi đậm với hàng chục tỷ đồng qua mỗi lần mua bán cổ phiếu, Khánh Vương cũng được nhiều người ngưỡng mộ trước việc đầu tư sinh lời đầy thông minh này. Về đời tư cá nhân, ít ai biết Khánh Vương cũng có khoảng thời gian yêu đương với một ngôi sao nữ đình đám. Người đó không ai khác chính là nữ diễn viên Quỳnh Nga. Theo đó, nam ca sĩ cũng đã yêu và bên cạnh cá sấu chúa trong khoảng thời gian 2 năm. Chuyện tình của cặp đôi khi tan vỡ cũng để lại nhiều tiếc nuối và ngỡ ngàng cho công chúng. Theo đó, đáng chú ý là khi đã đường ai nấy đi thì cả Khánh Vương và Quỳnh Nga đều giữ thái độ không nhìn mặt nhau. 4 năm cũng là khoảng thời gian mà cặp đôi đều im hơi lặng tiếng, ngưng mọi tương tác trên mạng xã hội. Đến tận năm 2019 xuất hiện cùng nhau trong một bức ảnh chụp chung với nam ca sĩ Bằng Cường thì cả hai mới là lần đầu gặp lại. Tuy nhiên, điều bất ngờ là không hề có chút ngại ngùng và khoảng trống xa cách nhau. Chuyện tình của Khánh Vương và Quỳnh Nga trước khi chia tay cũng đều bị cả hai cho vào bóng tối. Thời điểm đó, dù nhiều lời đồng đoán để nổ ra nhưng giọng ca sinh năm 1981 vẫn một mực chối bỏ. Cụ thể, Khánh Vương khẳng định anh và Quỳnh Nga chỉ hợp tác hình ảnh thì diễn cùng nhau, nhận show chung chứ chưa hề từng yêu đương như nhiều lời đồn. Tuy nhiên, với lần hội ngộ tình cũ sau 4 năm, Khánh Vương đã lần đầu thừa nhận anh và Quỳnh Nga từng là người yêu của nhau. Nói về lý do quyết định công khai, dù trước đó giấu kín, nam ca sĩ chiếc khăn gió ấm đã giải bài. Tôi chia sẻ điều này để mọi người hiểu chứ không thể giấu giếm được mãi. Tôi nghĩ chuyện tình cảm không có gì quá xấu xa mà phải che đậy đi. Nhiều khi nói ra tôi còn cảm thấy thoải mái và nhẹ người. Tôi chắc rằng Quỳnh Nga sẽ có quan điểm giống tôi. Sau khi chia tay, vào năm 2014, ca sấu chúa Quỳnh Nga cũng đã quyết định kết hôn với ông xã làng nam người mẫu Doãn Trần. Chuyện tình của cặp đôi đến và đi cũng khá chóng vánh. Khi chỉ sau 5 năm chung sống thì cặp đôi quyết định ly hôn, dừng lại cuộc sống vợ chồng vào tháng 4/2019. Với những đổ vỡ trong hôn nhân thì Quỳnh Nga khi hội ngộ lại Khánh Vương, cô cũng đã có những lời khuyên nửa đùa nửa thật với tình cũ của mình. Theo đó, từng trả lời trước truyền thông, Khánh Vương chia sẻ rằng Quỳnh Nga đã khuyên anh đừng nên lấy vợ. Bất ngờ với câu nói này, anh cho biết lý do là vì tình cũ Quỳnh Nga đã nói với anh rằng cuộc sống hôn nhân vồ vập rồi em mới cảm thấy nó thật sự phức tạp, có nhiều điều mình không thể nghĩ trước, đoán trước được, nói chung là mệt mỏi lắm. Hiện tại ở tuổi 42, Khánh Vương vẫn đang sống độc thân. Về chuyện tình cảm, anh vẫn vô cùng kín tiếng, chưa công khai bất kỳ một mối quan hệ nào. Anh cũng từng chia sẻ rằng đến tuổi này cũng đã đưa sớm kết hôn và xây dựng tổ ấm. Đây là một chuyện vui nên khi nào có người yêu thì chắc chắn sẽ sớm công khai với khán giả.